Top những tính năng đỉnh của Chop mà mình thích ở phiên bản 3.0 của Kolanote. Thứ nhất đó chính là tính năng tạo ảnh và sticker với AI generated. Với tính năng này thì mình có thể tự tạo sticker mang dấu ấn cá nhân khi mà take note mà không phải tốn quá nhiều thời gian để tìm kiếm hình ảnh trang trí. Mọi người có thể tạo sticker từ nhiều chủ đề khác nhau và lưu ý là tìm kiếm bằng tiếng Anh thì sẽ cho ra kết quả nhanh và chính xác nhất nhé. Điều này thì sẽ giúp cho quá trình học cũng như là làm digital journal thú vị hơn rất là nhiều. Tính năng thứ hai đó chính là trợ lý ảo AI assistant. Tính năng này sẽ giúp mình có thể tra cứu những câu hỏi hoặc là tìm kiếm thông tin nhanh chóng và dễ dàng hơn. Mọi người ấn vào thanh công cụ ở bên trái này, sau đó thì vào đây, mọi người chỉ cần nhập câu hỏi, AI của Kolanote sẽ đưa ra câu trả lời ngay trong khung chat này luôn, và mọi người cũng có thể copy trực tiếp câu trả lời này từ đây, sau đó thì paste sang bài note hoặc là ghi chép của mọi người cũng được. Bên cạnh tiếng Anh thì tính năng này cũng hiểu được cả ngôn ngữ tiếng Việt luôn đó. Hỏi bằng tiếng gì thì câu trả lời sẽ bằng tiếng đó luôn. Tính năng thứ ba đó là giải toán tự động với AI calculator. Với tính năng này thì sẽ rất là phù hợp với các bạn học sinh sinh viên. Tính năng này có thể giải các bài tập, bài toán trực tiếp ngay trên file PDF mà mọi người up lên. Mọi người chỉ cần nhập các phép tính ở phía bên dưới này, app sẽ trả kết quả ở khung bên trên này cho mọi người. AI thì có thể giải các phép tính từ đơn giản đến nâng cao như là tính lũy thừa, tìm giá trị x, tính toán số mũ. Bên cạnh đó thì Kolanote cũng có Scientific Calculator để cho mọi người có thể tính toán các phép tính cơ bản. Ngoài những tính năng như trên thì trong phiên bản 3.0 này app cũng có những cải tiến cả về giao diện ở bên ngoài màn hình chính lẫn giao diện ở bên trong app, bao gồm cả những folder và các trang note như thế này luôn. Bên trong trang note thì thanh công cụ được mở rộng và mọi người có thể lựa chọn cài đặt sắp xếp tiện ích nào hay sử dụng hoặc là phù hợp với bản thân lên phía trước như thế này. Ngoài ra thì app cũng có bổ sung thêm hai ngòi bút mới cực kỳ xịn sò, đó là Shadow Pen và Outline Pen. Bạn nào mà hay viết calligraphy hay là trang trí headline các thứ thì chắc chắn là sẽ mê hai ngòi bút mới này đó. Ngoài ra thì với mã link trang 50 này của mình thì mọi người sẽ được ưu đãi giảm 50% khi mà đăng ký bản premium của Kolanote đó. Tính ra chỉ có 149k mà sử dụng trọn đời tất cả các tính năng xịn sò luôn.